Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Việt Cường, 19 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 4, tổ tuần tra kiểm soát của Công an huyện Thanh Trì làm nhiệm vụ trên đường Ngũ Hiệp, thôn Tương Trúc, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thì phát hiện ô tô Mazda CX-5 mang biển kiểm soát 29A45000 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Khi Thượng úy Ngô Việt Anh yêu cầu tài xế hạ kính để kiểm tra nồng độ cồn, bất ngờ lái xe tăng ga, lao vào tổ công tác và hất Đại úy Đình Văn Ngọc lên nắp capo rồi tiếp tục bỏ chạy. Quá trình lái xe bỏ chạy, tài xế điều khiển xe lạng lách, đánh võng, di chuyển được khoảng 200m thì Đại úy Đình Văn Ngọc bị văng ngã xuống đất, còn tài xế Cường tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Theo thông tin ban đầu, cú đâm đã làm Đại úy Đình Văn Ngọc bị thương ở khuỷu tay trái, đầu gối phải, chấn thương phần mềm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thanh Trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, yêu cầu chủ xe ô tô là NVT, sinh năm 1992, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, đưa xe về Công an huyện Thanh Trì làm việc để phục vụ công tác điều tra. Chủ phương tiện khai nhận không phải là người điều khiển phương tiện mà cho mượn xe. Lực lượng chức năng Công an thành phố đã khẩn trương truy bắt. Đến 17 giờ 30 ngày 1 tháng 4, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã bắt được đối tượng Nguyễn Việt Cường. Đáng nói, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Việt Cường có kết quả dương tính với ma túy. Chưa hết, Cường đã có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng vào năm 2022 và bị xử 20 tháng tù treo, 48 tháng thử thách. Khai báo tại cơ quan công an, Cường cho biết do lo sợ sẽ bị xử lý vì chưa có giấy phép lái xe và đang trong thời gian chấp hành án, nên đã tăng ga lao vào tổ công tác. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ việc tài xế bất tuân hiệu lệnh, hất công an lên nắp capo để bỏ chạy. Trước đó, vào ngày 10 tháng 3 năm 2023, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Đức Trung, 32 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, để điều tra tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, tài xế Trung điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30E11257 hất một chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội lên nắp capo để trốn kiểm tra nồng độ cồn. Sau đó, lực lượng công an xác định tài xế Nguyễn Đức Trung vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,126mg trên 1 lít khí thở. Không chỉ riêng những vụ việc trên, mới đây, ngày 30 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Trịnh Hồng Đăng, 43 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội, mức án 14 năm 6 tháng tù về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2023, Đăng điều khiển xe ô tô vào đường ven hồ Hạ Đình, quận Thanh Xuân, dù đây là đoạn đường có gắn biển báo cấm ô tô. Phát hiện xe vi phạm, tổ công tác Công an phường Hạ Đình, trong đó có anh Trần Việt Tú, ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Đăng bất tuân theo hiệu lệnh của cảnh sát, cho xe lùi lại tìm cách bỏ chạy. Lúc này, anh Tú và một cán bộ khác đi vòng ra phía sau xe của Đăng chặn lại, nên tài xế nhấn ga chạy về phía trước. Sau khi Đăng bỏ chạy được một đoạn, anh Tú đuổi kịp và chặn phía trước đầu ô tô, đồng thời yêu cầu tài xế xuống xe. Ngay lập tức, Đăng nhấn ga đâm thẳng xe về phía nam cảnh sát, buộc nạn nhân phải nhảy lên nắp capo. Quá trình di chuyển trên đường, tài xế Trịnh Hồng Đăng phóng xe với tốc độ cao nên anh Tú phải bám vào cần gạt kính trên nắp capo. Tuy nhiên, Đăng điều khiển ô tô chạy khoảng 200m thì đánh lái, hất anh Tú văng xuống đường làm người này bất tỉnh. Theo kết luận giám định, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ 38%. Gây án xong, Trịnh Hồng Đăng điều khiển ô tô đến một gara ở khu đô thị Nam Trung Yên, để lại phương tiện và bỏ trốn. Ngày 21 tháng 8 năm 2023, Đăng bị bắt theo quyết định truy nã của Công an quận Thanh Xuân. Theo hồ sơ, Trịnh Hồng Đăng từng bị Tòa án Nhân dân các cấp tuyên phạt nhiều bản án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Mới đây, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam gửi thông báo tới toàn thể phụ huynh cập nhật tình trạng số dư của tài khoản nhận tiền đóng góp duy trì hoạt động trường. Theo thông báo của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, ngay sau khi số tài khoản được công bố vào 14 giờ ngày 1 tháng 4, rất nhiều phụ huynh đã nhanh chóng đóng góp bằng hình thức chuyển khoản. Thông báo của Trường Quốc tế AISVN ghi số dư tài khoản vừa được cập nhật vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 4 là 17,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tài khoản vừa được thiết lập nên chưa thể thực hiện được việc chuyển khoản trong cùng ngày. Bên cạnh đó, trường cần thêm một ngày để giải quyết vấn đề chi lương cho giáo viên,
Vì vậy, các em học sinh sẽ chưa thể đi học vào ngày 2 tháng 4. Theo nhà trường, dự kiến ngày quay trở lại trường dành cho toàn thể học sinh là thứ Tư, ngày 3 tháng 4. Trước đó, trưa ngày 1 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin các khoản đóng góp chi phí hỗ trợ để đảm bảo hoạt động của trường quốc tế AISVN và thông báo số tài khoản tiếp nhận gửi đến phụ huynh. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng thông tin đồng chủ tài khoản để tiếp nhận kinh phí từ phụ huynh và quy trình xét duyệt tài khoản này gồm ông Trần Khắc Huy, trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ tài khoản thứ nhất, phê duyệt thẩm tra các nội dung chi cuối cùng. Ông Hồ Quang Trung, chủ tài khoản thứ hai, phê duyệt thẩm tra các nội dung chi lần đầu. Đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh là bà Trần Phương Anh, giám sát các nội dung chi lần đầu khi kế toán trường quốc tế AISVN trình. Về quy trình kiểm soát các khoản chi, tất cả các khoản đóng góp của phụ huynh sẽ được tổ công tác liên ngành tổng hợp, quản lý và công khai minh bạch. Số tiền đóng góp sẽ do bộ phận chuyên môn của tổ liên ngành duyệt chi đúng mục đích, có sự giám sát của đại diện hội cha mẹ học sinh trường quốc tế AISVN. Bước 1. Kế toán trưởng của trường căn cứ kế hoạch chi tiết các khoản mục chi tiêu đã được phê duyệt sẽ tạo lệnh chuyển tiền trình cho ban đại diện cha mẹ học sinh giám sát, có ý kiến thống nhất. Bước 2. Người được ủy quyền chủ tài khoản thứ hai đại diện nhà trường thống nhất phê duyệt lần đầu. Bước 3. Người được ủy quyền chủ tài khoản thứ nhất đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để hoàn tất lệnh chuyển tiền. Dựa trên cơ sở rà soát theo số liệu báo cáo của trường quốc tế Mỹ AISVN, mức đóng góp của phụ huynh hỗ trợ duy trì hoạt động của trường quốc tế AISVN đến cuối năm học 2023-2024 như sau. Mẫu giáo 28,5 triệu đồng, tiểu học 43,5 triệu đồng, khối lớp từ lớp 6 đến lớp 8 20,5 đến 61,5 triệu đồng, khối lớp từ lớp 9 đến lớp 12 từ 25,5 đến 76,5 triệu đồng. Sau khi tất toán các khoản thu chi trong năm học 2023-2024, tổ liên ngành sẽ yêu cầu trường quốc tế Mỹ AISVN thuê công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán công khai số liệu quyết toán theo quy định. Mới đây, một nguồn tin xác nhận tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Liên quan vụ việc trên, Tỉnh ủy Đồng Nai đã yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn báo cáo về vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo. Theo thông tin ban đầu, nhóm lừa đảo dùng công nghệ cao và xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật nói bà Hương vướng đến pháp luật. Tiếp đó, nhóm lừa đảo yêu cầu bà Hương mở tài khoản để chuyển tiền vào. Sau đó, nhóm này xâm nhập vào tài khoản để lấy tiền của bà Hương. Số tiền bà Hương bị lấy đi hơn 170 tỷ đồng. Trước đó, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức ngày 26 tháng 3, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc nữ chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai bị bốc hơi số tiền lớn trong tài khoản. Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cho biết cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin. Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương đang tích cực điều tra, khi có kết luận sẽ công bố.